Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái kèo free nhé. Thì kèo này thì khi anh em đăng ký và tuyển được 2 dép thì sẽ đủ min rút là 1 triệu cái đồng coin lớp coin này nhé. Đó thì anh em nhấp vào cái đường link nó sẽ ra giao diện như thế này. Và chúng ta sẽ nhấp vào cái mục đăng ký để nhận này. Đó thì cái ô đầu tiên này anh em sẽ điền họ tên này nhé. Họ tên viết không dấu và viết cách nó ra nhé. Đó, ô thứ hai thì sẽ điền địa chỉ email này. Ô thứ ba thì sẽ điền mật khẩu nhé. Sau đó thì nhấp vào tôi không phải là người máy để xác nhận captcha. Sau đó thì sẽ ấn vào đăng ký nhé. Cái mục mật khẩu này thì anh em sẽ điền ký tự là chữ hoa này, chữ thường và số và ký tự đặc biệt nhé. Đó thì trung bình thì như các cái mật khẩu khác ấy, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 8 ký tự nhé. Mật khẩu gồm có 8 ký tự. Sau khi điền hết thông tin, anh em sẽ nhấp vào đăng ký và nó sẽ gửi một cái hộp thư về email. Thì anh em sẽ vào email để xác minh nhé. Xác minh tài khoản là ok, sau đó thì chúng ta sẽ đăng nhập lại nhé. Đó, các bạn nhấp vào đăng ký thì nó sẽ hiển thị ra một cái giao diện như thế này nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại mail nhé. Nó có thông báo ở đây là bạn đã đăng ký thành công này. Sau đó thì nhấp vào cái liên kết ở trong hộp thư mail để xác minh tài khoản nhé. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại cái hộp thư mail này. Các bạn nát một cái là nó sẽ về nhé. Đó. Nó có ở ngay trên đầu này, anh em nhấp vào đây để xác minh là xong nhé. Đó, anh em sẽ nhấp vào cái confirm email này là ok nhé. Là đã xác minh tài khoản rồi. Đó, nhấp vào confirm thì nó sẽ đưa cho anh em đến một cái giao diện trang web của nó này. Và số dư khả dụng hiện tại là 1 triệu này. Và anh em cần phải tuyển thêm 2 dép thì sẽ đủ min rút nhé. Ở đây nó có mục giới thiệu này, một người thì sẽ nhận được là 20.000 xu này. 5 người là được 100 này, 50 người là được 1 triệu nhé. Đấy, tuyển được 50 người này thì sẽ được 1 triệu đồng tiền miễn phí, trở thành triệu phú lớp coin nhé. Kinh quá, hẳn triệu phú. Thì đúng là triệu phú đạt được hẳn 1 triệu đồng coin này cơ mà. Triệu lớp coin. Thì ở trong này nó cũng có rất là nhiều mục để cho anh em kiếm coin này. Có thể là khai thác bằng ứng dụng Telegram này. Có thể là ở đây nó có mục xem video hướng dẫn nhé. Thế còn khi nào mà anh em đủ min rút tiền thì anh em sẽ copy cái ví Binance Smart Chain này, anh em sẽ dán vào đây này. Cái ví BEP20 nhé, anh em sẽ dán vào đây, sau đó là sẽ nhấp vào cái mục đặt địa chỉ ví thì nó sẽ cho anh em rút tiền nhé. Thì tuyển 2 dép này rất là đơn giản thôi, anh em chỉ cần lấy máy khác hoặc lấy tài khoản khác anh em đăng ký, nhưng mà đăng ký bằng cái ví khác nhé, mail khác, ví khác là được, chứ không cần phải không được lấy trùng ví đâu. Đó, và bây giờ thì mình sẽ xem cái mục copy đường link đây. Cái đường link chia sẻ thì nó nằm ở đây nhé anh em nhé. Chương trình liên kết này, giới thiệu bạn bè của bạn này. Thì khi giới thiệu bạn bè thành công sẽ nhận được là 20.000 đồng xu này nhé. Và chia sẻ cho hai người là được 40.000 đồng xu thì sẽ đủ min rút là 1.400.000 nhé. 1.040.000 thì sẽ đủ min rút, thì anh em sẽ copy cái link ở đây để chúng ta đi chia sẻ để cho đủ hai người nhé. Còn bạn nào mà cứ chăm chỉ chịu khó thì lại kiếm hàng triệu cái đồng coin này. Rồi chúng ta sẽ copy cái đường link này chia sẻ. Sau khi mà đủ min rút thì anh em sẽ nhấp sẽ điền địa chỉ ví vào cái mục ở dưới này nhé, yêu cầu rút tiền này, và nhấp vào cái mục đặt địa chỉ ví này là xong nhé, là nó sẽ về thôi. Đó, và mình sẽ hướng dẫn cho anh em add cái contract này hiển thị ở trên ví luôn nhé. Thì đây là cái đồng coin của nó nhé, và cái logo của nó rất là đẹp nha anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại cái ví này. Quay trở lại ví chớt thì anh em sẽ nhấp vào mục đáp này nhé. À quên, nhấp vào mục mũi tên đảo chiều góc trên này. Sau đó chúng ta sẽ gõ lớp Bitcoin nhé. Đó, thì nó đã hiển thị lên đây là đúng cái logo trái tim màu đỏ này và cái BEP20 nhé, đúng tên token đấy nhé.
lớp coin token này chúng ta sẽ nhấp vào cái nút này, bật xanh nó lên này. Nó như vậy là nó sẽ hiển thị ở trên ví của chúng ta nhé. Anh em nhấp vào đây là sẽ thấy này. Đó, như này là xong nhé. Và sau đó thì anh em muốn rút thì copy cái đường link ở đây để dán vào cái mục bên trang web đó để rút về nhé. Đó, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thì cái kèo này nó free, nó không cần phải tốn phí ga. Anh em cứ tranh thủ chia sẻ link để kiếm thêm nhiều đồng coin này nhé.